Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Hôm nay có một cái tin tức về bọn Antifa. Thì một chỉ huy của bọn Antifa đã bị bắt. Tên này sau khi bị bắt thì đã nằm xuống đất và khóc lóc như một đứa trẻ. Tên này có cái biệt danh là Commander Red, tạm dịch là chỉ huy màu đỏ. Sự việc xảy ra sau khi cảnh sát tìm ra được cái tên này đã mang súng phun lửa để bạo loạn ở một cái nơi gần đó. Nhưng chưa kịp ra tay thì cảnh sát đã bắt giữ tên này và tên này đã rớt xuống đất và khóc lóc trong một cái tư thế giống như em bé đang ở trong bụng mẹ. Người bị bắt này có tên là Matthew Benter, 23 tuổi, và tên này đã bị bắt ở thành phố Green Bay của tiểu bang Wisconsin. Ngoài súng phun lửa ra thì hắn ta còn có những thứ như là mìn khói và pháo hoa để bắn vào cảnh sát. Tên này được biết đến với cái biệt hiệu là Commander Red hoặc là người chỉ huy đỏ vì liên quan đến nhiều vụ việc bạo loạn ở tiểu bang Wisconsin. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì người Việt ở Mỹ đã nhìn nhận khác biệt về biểu tình sắc tộc. Thì người Việt ở Mỹ đều phản đối bạo lực trong các cuộc biểu tình sắc tộc, nhưng mà họ lại có một cái nhìn nhận khác nhau về những cái động cơ ở đằng sau những cái phong trào này. Thì một người sống ngay trung tâm thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota là một thanh niên người Việt, không còn xa lạ với hình ảnh vệ binh quốc gia trang bị súng ống đầy đủ cùng xe quân sự được triển khai trên phố cả ngày lẫn đêm. Thì anh này có tên là Hải Đăng. Đây là điểm khởi phát và cũng là một trong những cái điểm nóng của phong trào biểu tình BLM để phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát Mỹ kéo dài những tháng qua. Thì từ các cuộc tuần hành hòa bình, biểu tình biến thành bạo loạn. Trong đó thì đám đông đã ném chai lọ, đốt phá và bị lực lượng hành pháp dùng hơi cay, đạn cao su để mà đáp trả. Thì hàng nghìn người đã bị bắt khắp các thành phố vì phá lệnh giới nghiêm và cướp bóc. Anh này nói là tôi chưa bao giờ thấy biểu tình lớn như thế ở Minneapolis vì thành phố này nổi tiếng là thân thiện và có tư tưởng tiến bộ. Thì anh Hải Đăng này anh đã chia sẻ với Vietnam Express là bạo loạn qua đi thì các cửa hàng ở trung tâm, một là đóng cửa, hai là đóng ván gỗ để bảo vệ cửa kính. Cửa hàng nhỏ thì bị ảnh hưởng nhiều nhất. Có những nhà hàng Việt Nam hứng chịu 2-3 đợt đập phá. Cùng tòa nhà mình sống thì có 2 cửa hàng cũng bị phá cửa kính để mà cướp, bóc. Nhân viên sợ hãi, cứ mấy ngày như thế rồi là tình hình lại trở lại bình thường. Thì hôm 26 tháng 8 là những kẻ cướp phá lại lan tràn khắp trung tâm của thành phố Minneapolis sau khi mà có tin đồn là một nghi phạm giết người bị cảnh sát bắn chết. Thì dù cảnh sát đã nỗ lực dập tắt tin đồn bằng cách là công bố video về sự việc, khẳng định người này là chết do tự sát và bạo lực vẫn nổ ra. Biểu tình thì nếu mà biểu tình hòa bình thì tốt, còn cướp bóc thì chắc chắn là đáng bị lên án. Theo tôi thì những người cướp bóc là những người ít học, sống cơ hội, họ muốn trục lợi cá nhân, chứ thực sự họ không quan tâm gì đến công lý và sắc tộc. Cứ ngày nào mà thấy trực thăng là anh Minh Nguyễn ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington cũng biết là có biểu tình khi mà phong trào BLM nổi lên, thì Seattle là nơi có phong trào nhân quyền mạnh mẽ từ lâu. Ngay lập tức xuất hiện nhiều cuộc biểu tình ôn hòa ở trung tâm thành phố. Thì ban đầu chỉ là cuối tuần, sau là mỗi một buổi chiều, kể cả cái ngày trời mưa, thì người dân Capitol Hill còn lập nên một cái khu tự trị nhằm bảo đảm là cảnh sát không can thiệp, vũ lực, còn họ thì họ sẽ biểu tình ôn hòa. Đỉnh điểm của cái phong trào Seattle này thì cũng xảy ra hôi của rất là nhiều và nhiều cửa hàng đã bị đập phá. Ai ủng hộ phong trào biểu tình thì khi không chỉ dẫn tới việc bắt giữ và truy tố các cảnh sát giết George Floyd mà còn khiến thành phố khắp nước Mỹ điều chỉnh các quy định với cảnh sát và xem xét là cắt ngân sách của lực lượng này. Anh Minh Nguyễn này, anh sống ở Seattle, anh cho biết như vậy. Thì ngân sách dành cho cảnh sát đã giảm 1% và cảnh sát trưởng của thành phố đã là một phụ nữ da màu đã từ chức. Julia Ngô là một người Việt ở quận Cam thuộc tiểu bang California cho rằng vấn đề phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát với người da đen ở nước Mỹ thực tế thì không quá tồi tệ như là những gì truyền thông đã mô tả, mà do bị đảng Dân Chủ đẩy lên quá đà nhằm thu hút cử tri trước cuộc bầu cử. Theo cô thì trong bất cứ ngành nghề nào cũng có người này người kia, công việc hàng ngày của cảnh sát thì là giải quyết nhiều vấn đề an ninh phức tạp, đối mặt với tội phạm thường xuyên. Nên là việc họ có những định kiến và nghi ngờ đối với những cá nhân có tiền án và dẫn đến bạo lực là điều dễ hiểu.
Tỷ lệ cảnh sát giết người da đen thậm chí còn thấp hơn là tỷ lệ cảnh sát giết người da trắng. Nhưng người da trắng chiếm 70% dân số Mỹ, nên tỷ lệ tử vong vẫn thấp so với tỷ lệ người da đen. Julia là một người ủng hộ Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump, đã sinh sống ở Mỹ 12 năm. Cô đã phát biểu như vậy. Và Julia từng trải qua những ngày làm việc tại nhà, hạn chế ra đường vừa để tránh virus Vũ Hán, vừa để tránh những cuộc biểu tình lan tràn khắp các trung tâm thành phố ở quận Cam. Mỗi khi biểu tình xảy ra là luôn luôn leo thang thành bạo lực, phá phách và cướp bóc. Hôm mà diễn ra biểu tình ở thành phố nơi công ty của cô đặt bản doanh thì mọi người cũng được thông báo là phải rời văn phòng trước 12 giờ trưa. Cửa hàng nào mà nhanh tay đóng ván gỗ bảo vệ thì an toàn, còn lại thì sẽ bị đập phá và cướp của. Cô nói là Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa muốn khôi phục luật pháp và trật tự, ủng hộ cảnh sát và quân đội, nhưng lại bị đổ lỗi là kích động bạo lực và phân biệt chủng tộc. Vấn đề phân biệt chủng tộc thì luôn được đem ra khai thác triệt để trước bất cứ cuộc bầu cử nào ở Mỹ. Tuy nhiên thì theo cô, đây lại là một cái con dao hai lưỡi. Các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối bất công với người da màu có thể thu hút nhiều người ủng hộ ứng cử viên Joe Biden. Nhưng một khi biểu tình kéo theo bạo lực, cướp bóc, gây bất ổn xã hội thì cử tri có thể đổi ý. Và Minh Nguyễn cũng đồng ý rằng bất ổn hiện nay chắc chắn ảnh hưởng nhiều tới cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Và ông Biden được lợi nhiều từ tình trạng này nhờ có mối quan hệ tốt với người da đen, với các chính sách hỗ trợ người thu nhập thấp và ủng hộ người nhập cư. Tuy nhiên, anh cho rằng nước Mỹ vốn đã chia rẽ từ trước đến nay càng trở nên chia rẽ dưới thời Tổng thống Trump, bởi ông có nhiều phát ngôn bị tố là kích động bạo lực, khắc sâu thù hận. Và Trump đã gây tranh cãi khi trấn áp mạnh tay người biểu tình. Những người bị ông lên án là vô chính phủ, kích động, bạo loạn và cướp bóc. Có người nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã khiến những người phân biệt chủng tộc lộ ra bản chất thực sự của họ, dù từ trước đến nay họ vẫn thế, anh nói như vậy. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cảnh sát ở Mỹ đã từ chức sau cái chết của người da đen bị chùm đầu. Ngày 9 tháng 9 năm 2020 thì ông cảnh sát trưởng và phó cảnh sát trưởng của thành phố Rochester đã tuyên bố từ chức sau khi mà công chúng phát hiện ra là các sĩ quan này đã gián tiếp gây ra cái chết của người da màu có tên là Daniel Brooks. Thì ông cảnh sát trưởng là Laron Singletary và phó cảnh sát trưởng có tên là Joseph Morabito của thành phố Rochester thuộc tiểu bang New York sẽ kết thúc nhiều năm công tác bằng một cái thông báo từ chức trong ngày 8 tháng 9. Tuyên bố được viết như sau: tôi tuyên bố nghỉ việc tại sở cảnh sát Rochester. Trong hai thập kỷ vừa qua, tôi đã phục vụ cộng đồng này với niềm vinh dự, sự tự hào và sự chính trực, ông Singletary tuyên bố, đồng thời bác bỏ nhiều chỉ trích nhằm vào ông về cái chết của Daniel Brooks. Cũng trong ngày này thì gia đình của nạn nhân đã đệ đơn kiện cảnh sát trưởng và nhiều cá nhân có liên quan đến vụ bắt giữ. Vài ngày trước đó thì có một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy nhiều sĩ quan đã xông vào chùm mũ lên đầu của Daniel Brooks và ấn mạnh anh xuống vỉa hè trong vòng 2 phút. Thì vụ việc này đã khiến cho nạn nhân rơi vào tình trạng sống thực vật và gián tiếp gây ra cái chết của người này. Cảnh sát Mỹ đã từ chức sau cái chết của một bệnh nhân tâm thần da màu. Anh cảnh sát trưởng Laron Singletary của thành phố Rochester phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 9. Theo tin của Reuters, thì các nhà hoạt động vì quyền lợi của người da màu đã kêu gọi Singletary từ chức từ tuần trước. Nhiều cuộc biểu tình cũng được tổ chức tại Rochester nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc và lạm dụng bạo lực của cảnh sát. Trong cuộc họp hội đồng thành phố hôm 8 tháng 9, thì thị trưởng Lovely Warren đã bất ngờ thông báo về vụ từ chức tại sở cảnh sát và chia sẻ về vụ việc Daniel Brooks. Như các bạn đều biết, thành phố Rochester đang trải qua một giai đoạn khó khăn, song cảnh sát trưởng đang cố làm những điều tốt đẹp nhất. Bà nói là cho biết các cảnh sát sẽ làm việc đến hết tháng 9. Abit là phát ngôn viên của nhóm Free the People lại hào hứng trước thông tin này. Đây là tin tức tuyệt vời, chúng ta có thể quyết định mọi thứ. Cảnh sát trưởng sẽ không từ chức nếu ông ấy không cảm thấy mình có trách nhiệm trong vụ bê bối, Abit cho biết. Cũng theo nhà hoạt động này thì người biểu tình ở Rochester sẽ không dừng lại. Họ đang thúc đẩy nhiều yêu cầu khác, bao gồm các yêu cầu như thị trưởng từ chức, phi quân sự hóa và cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì hai công ty Mỹ và Đức đã tuyên bố sắp có vaccine để chích ngừa viêm phổi Vũ Hán.
thì có hai công ty là Pfizer và BioNTech tự tin là tuyên bố sẽ có loại vaccine ngừa virus Vũ Hán được phê duyệt vào giữa tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 sắp tới. Thì ông Ugo Sassin là giám đốc điều hành và đồng sáng lập công ty sinh nghệ học BioNTech của Đức hôm nay đã nói về BNT162 là loại vaccine ngừa virus Vũ Hán đang hợp tác phát triển cùng với công ty dược phẩm của Mỹ là Pfizer, và ông nói là vaccine này là một loại vaccine gần như hoàn hảo. Hai công ty này cho biết là họ dự định cung cấp 100 triệu liều BNT162 cho tới cuối năm nay và khoảng 1,3 tỷ liều vào năm sau. Rồi tháng 7 thì Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cũng như Bộ Quốc phòng của Mỹ đã thông báo là một cái thỏa thuận trị giá là 1,95 tỷ đô la với Pfizer để sản xuất 100 triệu liều vaccine ngừa virus Vũ Hán. Và thỏa thuận này cũng cho phép chính phủ Mỹ mua thêm 500 triệu liều nữa. Sassin chia sẻ là ông tin rằng cái việc mà cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine này sẽ nhanh chóng được cơ quan chức năng thông qua. Và ông thêm rằng sự hiểu biết về phương thức hoạt động cùng với dữ liệu an toàn từ quá trình thử nghiệm khiến cho họ có rất nhiều niềm tin với thuốc BNT162. Chúng tôi tin rằng mình sẽ có sản phẩm an toàn và cũng tin rằng có thể chứng minh nó hiệu quả, ông nói. CEO của BioNTech cho biết là thử nghiệm lâm sàng trên người già và người trưởng thành còn trẻ thì cho thấy là phản ứng của kháng thể rất là mạnh mẽ với rất là tác dụng phụ tối thiểu, với rất ít tác dụng phụ tối thiểu. Chỉ có một bộ phận nhỏ tham gia thử nghiệm bị sốt. Sassin nói là chúng tôi cũng thấy rất là ít xuất hiện triệu chứng đau đầu và mệt mỏi. Các triệu chứng này xuất hiện ở người tiêm vaccine chỉ là tạm thời và thường biến mất sau 1 hoặc là 2 ngày. Dù BioNTech và Pfizer tin rằng loại vaccine của họ sẽ có thể được phê duyệt vào giữa tháng 10, thì nhiều quan chức của liên bang lại cho rằng đây là mốc thời gian quá lạc quan. Tôi chưa thấy bất kỳ nhà khoa học nào liên quan tới nỗ lực phát triển vaccine cho rằng chúng ta sẽ có các mũi tiêm trước ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Một quan chức nắm rõ dự án phát triển vaccine thần tốc của chính phủ Mỹ, Operation Warp Speed, nói. Somoncep Slaoui là cố vấn trưởng của Operation Warp Speed tuần trước nói với NPR rằng cực kỳ khó xảy ra nhưng không phải là không thể để một loại vaccine ngừa virus Vũ Hán được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ, viết tắt là FDA, cấp phép sử dụng khẩn cấp trước cuối tháng 10. Thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần nói rằng ông lạc quan về một loại vaccine được phê duyệt sử dụng trước ngày 3 tháng 11. Chúng ta sẽ sớm có vaccine, có thể là trước ngày đặc biệt. Này, các bạn cũng biết là tôi muốn nói đến cái ngày nào rồi đó, Tổng thống Trump nói tại cuộc họp báo hôm 7 tháng 9. BioNTech và Pfizer là hai trong số 9 công ty dược phẩm đã ký một cái cam kết duy trì tiêu chuẩn đạo đức cao, trong đó nêu rõ họ không được xin chính phủ cấp phép sớm cho vaccine. Tuy nhiên, Sassin nói rằng hai công ty sẽ nhanh chóng đột đơn xin cấp phép cho ứng viên BNT162 bởi họ tin rằng đã hoàn thiện quy trình đầy đủ. Tôi tin rằng với việc chúng tôi đã hoàn tất quy trình đầy đủ theo yêu cầu phát triển vaccine, gồm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tiền lâm sàng, thử nghiệm khả năng tiếp nhận an toàn và thử nghiệm tính hiệu quả, thì không cần thêm quá nhiều thời gian giữa việc cấp phép sử dụng khẩn cấp và cấp phép hoàn toàn nữa, Sassin nói. BNT162 của BioNTech và Pfizer là một trong số 34 loại vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng trên toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì ngành nail của người Việt ở Mỹ đã bế tắc vì dịch viêm phổi Vũ Hán. 30% chủ tiệm làm móng tại tiểu bang California ở Mỹ cho biết là họ không thể nào chi trả hóa đơn thuê mặt bằng trong vài tháng qua. Tiền tiết kiệm của Tracy Trần đã cạn kiệt và cô sử dụng phần lớn khoản tiền cho hóa đơn thuê mặt bằng trị giá là 13.500 đô la một tháng. Và tiệm làm móng có tên là La Orquídea Salon and Spa của cô Trần đã phải đóng cửa để chống dịch từ tháng 3 đến nay. Tôi không biết mình sẽ bám trụ được bao lâu nữa, có thể là một tháng thôi, cô chia sẻ với CBS. Tracy Trần là con gái trong một gia đình đến Mỹ từ Việt Nam. Gia đình nhỏ của cô đang sống cùng với họ hàng tại thành phố San Jose, tiểu bang California. Tôi phải nuôi sống gia đình và phải trả lương cho 22 nhân viên. Thay mặt mọi người ở đây, tôi nghĩ là chúng tôi cần được giúp đỡ, cô Trần cho biết.
đại dịch đẩy ngành nail của người Việt đến bờ vực phá sản. Và thợ nail gốc Việt đã tụ họp tại Westminster, California vào ngày 8 tháng 6 để kêu gọi chính quyền liên bang cho phép, chính quyền tiểu bang cho phép tiệm nail mở cửa trở lại. Tương tự thì Tracy Trần, nhiều chủ tiệm làm móng tại Mỹ đang lâm vào cảnh bế tắc khi mà đại dịch không có dấu hiệu kết thúc. Chỉ tính riêng tại tiểu bang này đã có đến 11.000 tiệm làm móng đang hoạt động. Rất là chật vật trong đại dịch thì chính quyền của tiểu bang California đã cho phép nhiều loại hình kinh doanh tái hoạt động. Song phần lớn tiệm làm móng thì vẫn chưa được mở cửa do chỉ thị từ các sở y tế địa phương. Trong thời kỳ chống dịch thì thợ làm móng bỗng trở thành một cái nhóm đối tượng chịu thiệt hại nghiêm trọng về mặt kinh tế. Theo một cuộc khảo sát vào năm 2019 của Trung tâm Lao động UCLA và tổ chức phi lợi nhuận California Healthy Nail Salon Collaborative, thì có khoảng 70% nhân viên làm móng trên toàn tiểu bang California là người Mỹ gốc Việt. Kết quả của cuộc khảo sát trên cũng chỉ ra là hơn 30% chủ tiệm nail không thể chi trả tiền thuê mặt bằng, trong khi đó thì 29% còn lại sẽ phá sản trong một tháng tới. Và cuộc khảo sát này đã thu thập thông tin từ hơn 700 nhân viên và chủ tiệm làm móng trên toàn tiểu bang. Đại dịch đã đẩy ngành nail của người Việt đến bờ vực phá sản, thì biểu hiện của một cửa hàng làm đẹp tại bang California. Anh Tâm Nguyễn là nhà đồng sáng lập liên minh nghề nail Nailing It For America cho biết: "Tôi tin rằng tất cả người Mỹ gốc Việt đều có ít nhất là một thành viên trong gia đình hoặc là một người là bạn là nhân viên làm móng. Thì đây là một cái nhóm người nhập cư chịu thiệt hại nghiêm trọng và thiếu công bằng." Liên minh này đã ghé thăm 10 cơ sở làm nail ở hạt Santa Clara, trong đó thì một tiệm làm móng đã phá sản, 7 tiệm khác vẫn đóng cửa chống dịch và chỉ có 2 cơ sở còn lại được phép hoạt động với một nhân viên làm móng. Tâm Nguyễn ước tính là khoảng 25% tiệm làm móng tại bang California sẽ phá sản sau thời kỳ chống dịch. Trước tình hình này thì nhiều ý kiến cho rằng đại dịch có thể là dấu chấm hết cho mô hình kinh doanh gia đình đã nuôi sống bao thế hệ người Mỹ gốc Việt. Theo CBS thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã bén duyên với ngành làm móng từ những năm 1970. Khi ấy là nữ diễn viên Hollywood Tippi Hedren đã mở một trường dạy nghề làm móng gần Sacramento phía bắc của tiểu bang California. Đến nay thì có khoảng 500.000 người gốc Việt đang sinh sống tại tiểu bang California, trong đó có 100.000 người sống tại thành phố San Jose. Nữ diễn viên Hollywood Tippi Hedren dạy người Việt làm móng trong một cuộc họp báo về đại dịch viêm phổi Vũ Hán hôm 7 tháng 5, thì thống đốc bang California là Gavin Newsom đã tuyên bố dịch bệnh bắt đầu tại bang California, ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng là ở một tiệm làm nail. Phát biểu mang tính phân biệt này đã khiến cho cộng đồng làm nail trên toàn bang phẫn nộ. Thêm vào đó, ông Gavin còn tái khởi động nhiều hoạt động kinh doanh, song vẫn coi các tiệm làm móng là một trường hợp ngoại lệ. Từ ngày 19 tháng 6, thì tiểu bang California đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe được mở cửa trở lại. Song một số hạt ở vùng vịnh, bao gồm hạt Santa Clara, đã tiếp tục lệnh phong tỏa hoặc là lệnh giám sát đối với các tiệm làm móng cho đến cuối tháng 7. Giữa các lệnh chống dịch chồng chất lên nhau, Tâm Trần thì chỉ có thể mở cửa hàng trong 2 ngày và kiếm được $800. Cô cho biết 90% doanh thu của cửa hàng đến từ dịch vụ làm móng. Một cửa hàng làm móng tại thành phố San Jose, bang California đã nói là giờ đây phần lớn tiệm làm móng không được phép hoạt động ở trong nhà. Các chủ cửa hàng cho biết họ không có không gian và giấy phép kinh doanh để làm việc ngoài trời. Với một số thợ làm móng đơn lẻ tại các bãi đỗ xe, thời tiết là yếu tố khó lường và có thể lấy mất kế sinh nhai của họ bất cứ lúc nào. Theo tổ chức California Healthy Nail Salon Collaborative, thì một nhân viên làm móng kiếm được trung bình $21,800 một năm. Cục điều tra dân số cho biết mức thu nhập này chỉ bằng 1/3 mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình trên toàn tiểu bang. Theo Bùi, liên lạc viên từ Trung tâm Phát triển Đông Nam Á cho biết, nhiều thợ làm móng bị đuổi khỏi nơi cư trú vì không trả đủ tiền thuê nhà. Họ cũng không có khách hàng và nguồn thu trong thời kỳ dịch bệnh. Mỗi buổi sáng tôi thường tự hỏi tôi cần phải làm gì để tiếp tục tồn tại. Tony Nguyễn, điều phối viên tại California Healthy Nail Salon Collaborative chia sẻ.
Chúng tôi không có câu trả lời. Và đó là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn trên YouTube. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.